Sáng nay, thành phố Thủ Dầu Một tổ chức đại hội điểm công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 tại công đoàn cơ sở phường Phú Mỹ. Nhiệm kỳ 2017-2022, công đoàn cơ sở phường Phú Mỹ đã bám sát vào các nhiệm vụ, cụ thể hóa các nghị quyết, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết công đoàn đề ra, góp phần cùng với đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương. Hàng năm tại hội nghị cán bộ công chức công đoàn phường phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức phát động các phong trào thi đua và ký giao ước thi đua như thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hành tiết kiệm chống lãng phí gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu. Công tác tuyên truyền phát triển đảng viên, đoàn viên cũng được công đoàn phường quan tâm thực hiện thường xuyên, đã bồi dưỡng theo dõi giúp đỡ 13 đoàn viên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban chấp hành công đoàn thường xuyên theo dõi và kịp thời hỗ trợ cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, các chế độ cho công đoàn viên theo đúng luật định. Trong nhiệm kỳ 2023-2028, công đoàn cơ sở phường tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng đảng trong tổ chức công đoàn, tăng cường hơn nữa công tác phát triển đoàn viên, củng cố xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh, phát huy vị trí, vai trò, trách nhiệm của công đoàn trong tham gia hoạt động của cơ quan. Tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội, góp phần chăm lo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công chức, người lao động.